Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài Việt Bắc theo một phương pháp rất thú vị, đó là phương pháp dạy học theo dự án. Thế nào là phương pháp dạy học theo dự án? Có nghĩa là chúng ta sẽ gắn việc phân tích một bài thơ, một tác phẩm với một dự án mang tính chất cụ thể. Ví dụ như thường chúng ta sẽ gắn việc học một số những bài văn với việc tham quan du lịch một số những địa điểm. Thứ hai, chúng ta có thể gắn với một số hoạt động phục vụ cho các hoạt động văn nghệ của trường, ví dụ diễn kịch hay là tổ chức cảm thụ, tổ chức các hội thi, vân vân. Đấy là một số hướng gợi ý. Còn ngoài ra, dự án ở trong cuộc sống thì rất đa dạng. Giáo viên nếu mà có cơ hội gắn với dự án nào thì nên cho học sinh thực hiện. Ở bài Việt Bắc, một bài mang tính chất trữ tình, thì tôi sẽ gắn với một số hoạt động liên môn khá hay, ví dụ như là diễn kịch, hoặc là ở đây chúng ta có thể giúp học sinh phân tích bài thơ qua việc là viết những bài thuyết minh về Việt Bắc phục vụ cho một buổi du lịch nào đấy. Hướng hay nhất chính là chúng ta sẽ cho cả lớp diễn kịch và lớp sẽ diễn kịch theo nội dung từ bài thơ. Nội dung của bài thơ khi mới đọc của chúng ta cũng đã biết rồi. Nó được lấy cảm hứng từ một cuộc chia tay giữa một cô gái người ở Việt Bắc và một cán bộ đang về xuôi. Câu chuyện rất là trữ tình ấy đã biến bài thơ từ một bài mang tính chất tuyên truyền chính trị thành một câu chuyện tình cảm mà dễ đi vào lòng người. Vậy thì chúng ta có thể bám ngay vào đấy để tiến hành phân tích bài thơ này. Vở kịch có cái hướng gợi ý là nó sẽ phân thành mấy cảnh như sau. Mở đầu là cuộc chia tay giữa cô gái Việt Bắc và cán bộ cách mạng về xuôi. Sau đó thì cảnh thứ hai, họ vẫn thư qua thư lại để bày tỏ nỗi thương nhớ. Và cảnh thứ ba, những bức thư quý báu của họ đã trở thành tư liệu cho những hướng dẫn viên du lịch và giúp cho những hướng dẫn viên này tái hiện lại thời kỳ hào hùng của đất nước chúng ta. Đó là vậy vở kịch. Xen kẽ giữa những thời gian diễn kịch này chính là thời gian đọc và cảm nhận văn bản thơ. Ví dụ như là sau khi chúng ta đã diễn xong về cuộc chia tay của cô gái Việt Bắc và cán bộ cách mạng về xuôi, thì chúng ta sẽ cho học sinh đọc những câu thơ mở đầu của đầu tiên của bài Việt Bắc. Từ đó thì chúng ta có thể nêu ra những cảm nhận. Cái cảm nhận này thì đại đa số là nên để cho học sinh nêu. Và học sinh nêu được tốt về mặt nội dung đã là ổn rồi. Từ đấy giáo viên có thể bổ sung thêm một chút về chất dân tộc. Ví dụ như là sử dụng lối đối đáp mình ta này, sử dụng cách các đại từ mình ta, hay là sử dụng thể thơ lục bát rất nhuần nhuyễn. Ngoài ra thì còn có thêm hướng gợi ý tiếp theo, đấy là diễn kịch không chỉ bằng mỗi mình bài Việt Bắc mà chúng ta có thể kết hợp với một số bài thơ hoặc là một số những tác phẩm cùng về đề tài chính pháp để diễn. Ví dụ như là trong cái nỗi nhớ Việt Bắc này, chúng ta có thể cho thêm hình ảnh về lính từ bài thơ Tây Tiến, hoặc là hình ảnh Bác Hồ từ bài Đức Cảnh Bác Bó. Giống như là đây một sự liên hệ với cả những tác phẩm cùng trong chương trình. Rồi. Còn hướng tiếp theo nữa, hướng này thì hơi khó và phải có điều kiện tham quan. Nhưng mà nếu những nơi mà gần với cả Việt Bắc hoặc là trường mà có điều kiện tổ chức thì chúng ta vẫn có thể. Đó là chúng ta cho học sinh đi tham quan thực tế ở Việt Bắc. Và khi tham quan thì chúng ta tiến hành dạy luôn bài này với việc là cho học sinh tìm hiểu các tư liệu về Việt Bắc. Trong khi tìm hiểu tư liệu thì học sinh sẽ phân tích bài Việt Bắc để có những cảm nhận ban đầu về vùng đất này trước khi đến tham quan. Đây là một số hướng tôi đưa ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể xem là hướng để diễn ra như thế nào ở trong tiết học. Ở đây là tôi đi theo hướng thứ nhất, học sinh trong lớp diễn kịch theo nội dung từ bài thơ. Khi bước vào bài, cần tìm hiểu chung,
chúng ta sẽ không nêu lên hoàn cảnh sáng tác như sách giáo khoa, mà tôi sẽ cho hai học sinh lên trên bảng diễn lại cuộc thi đó. Học sinh sẽ chỉ cần diễn lại cuộc thi trong khoảng 23 phút thôi. Đó là cảnh hai người chia tay nhau. Sau khi mà học sinh diễn xong thì bắt đầu tôi mới đặt ra câu hỏi: các em có biết là hai người này chính là hình ảnh tượng trưng cho cái hoàn cảnh nào của đất nước không? Học sinh có thể dựa vào ngay từ dẫn để em chỉ ra. Cụ thể thì ở đây hai người đang chia tay nhau ở Việt Bắc. Và Việt Bắc là gì? Việt Bắc không chỉ là cái nôi của cách mạng Việt Nam, mà còn là căn cứ địa vững chắc, là đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng bào Việt Bắc đã kêu mang che chở cho Đảng, cho chính phủ, cho bộ đội những ngày gian khổ cho đến toàn thắng lợi. Thế nhưng mà đến ngày 10 tháng 10 năm 1954, những người kháng chiến từ căn cứ miền núi đã trở về miền xuôi. Vậy thì cảnh mà chúng ta vừa xem chính là những mô phỏng cảnh tượng mà những người ở Việt Bắc đang chia tay những cán bộ miền xuôi. Sự lưu luyến tín dị đấy không phải mang tính chất cá nhân nữa, mà nó mang tính chất lịch sử. Và ở đây để tái hiện lại tính chất lịch sử đấy, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc. Từ đấy thì chúng ta có thể cho học sinh xem qua về vị trí của bài thơ. Việt Bắc là một thành công xuất sắc của Tố Hữu, là đỉnh cao của thơ ca Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và nó đã miêu tả lại suy nghĩ của người kháng chiến đối với Việt Bắc, với đất nước cách mạng, là khúc hát biểu hiện truyền thống ân nghĩa đạo lý thủy chung của dân tộc. Từ đây thì chúng ta sẽ cho học sinh đi vào đọc hiểu văn bản. Với cảm hứng từ phần diễn kịch đầu thì chúng ta sẽ cho học sinh tìm hiểu như phần 1: tâm trạng bâng khuâng, bồn chồn, dị vị, lưu luyến khi chia tay của kẻ ở người đi, bắt đầu từ khổ thứ 1 đến khổ thứ 4. Còn phần thứ 2, nỗi nhớ ra viết binh mang với nhiều cung bậc trạng thái khác nhau từ số 5 đến số 11, thì chúng ta sẽ dành cho hai cái phân cảnh tiếp theo của bậc kịch. Cụ thể chúng ta đi vào tìm hiểu phần 1. Sau khi học sinh diễn kịch thì giáo viên và cùng học sinh sẽ đọc lần lượt từ khổ 1 đến khổ 4. Đầu tiên là khổ 1 ạ. Khổ 1 là nỗi niềm của người ở lại. Đấy chính là người ở Việt Bắc. Đoạn thơ đầu là hai câu hỏi của người ở lại. Ở đây ta thấy xuất hiện kiểu xưng hô mình ta rất ngọt ngào. Xuất hiện thêm điệp ngữ mình về, mình có nhớ, với âm điệu day dứt băn khoăn. Và trong chính cái lời nhắc nhở ấy đã thấy gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm. 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Đó là những ngày tháng kháng chiến. Rồi hình ảnh gợi nhớ còn là núi, là nguồn. Đấy là hình ảnh tiêu biểu cho núi rừng Việt Bắc, và cũng là gợi nhớ đến cội nguồn cách mạng. Đoạn thơ thứ 3, chúng ta thấy ở đây xuất hiện rất nhiều những câu hỏi liên tiếp, mang cảm hứng dâng tràn của người ở lại. Nó thể hiện cho tình cảm chân thành sâu sắc của đồng bào Việt Bắc với cả những cán bộ cách mạng. Để đáp lại tình cảm của người Việt Bắc thì người ra đi chính là những cán bộ cách mạng, cũng đã trả lời bằng những lời đáp đầy ân tình. Đoạn thơ thứ 2 chính là lời đáp của người ra đi. Trong đoạn này, tác giả đã sử dụng rất nhiều các từ lấy: tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn, khởi tả rất chính xác không khí và tâm trạng lúc chia tay. Bên cạnh đấy, hình ảnh áo tràm còn là một hình ảnh đoán dụ rất hay, chỉ về hình ảnh con người Việt Bắc với vẻ đẹp giản dị và chân tình. Trong khung cảnh ấy, họ cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Hình ảnh cầm tay nhau, một hành động nhỏ thôi, thế nhưng mà thể hiện cho bao nhiêu ân tình. Ở đấy, tác giả còn đặt cái dấu ba chấm ngắt ở cuối câu, tạo một khoảng lặng ở trong cảm xúc đầy vấn vương. Và cuối cùng, người ra đi đã khẳng định tình cảm số thủy. Rõ ràng ta thấy ở đây, bằng loạt các hình ảnh, thì người ra đi thể hiện sự định vị lưu luyến nhớ thương với bao nỗi niềm thương nhớ. Tâm trạng của cả kẻ ở người đi là tâm trạng dường như không muốn rời xa. Để diễn tả được tâm trạng ấy, nhà thơ đã
tiến hành kiểu viết theo lối cấu tứ đặc biệt, đó là hình thức đối đáp mình ta, giống như trong ca dao, mà cả lời hỏi và lời đáp ở đây đều chuyển biến cho nỗi nhớ. Tác giả còn sử dụng đại từ mình ta rất quen thuộc trong ca dao. Vì thế, ân tình cách mạng của người Việt Bắc và người cấn đạo buổi xuôi đã được thể hiện như tâm trạng của tình yêu đôi lứa. Để rồi, ở những khổ thơ sau, thì tâm trạng ấy tiếp tục được diễn tả sâu sắc hơn. Ta thấy tất cả những câu thơ ở trong từ khổ sau đều được tổ chức lặp lại ở phép lấy đầu. Mình đi, mình về. Đi và về bốn ngược chiều trái hướng, xong ở đây lại đồng nhất một phương, ra đi để hẹn về. Và những câu thơ mang vẻ đẹp đối xứng này vừa thể hiện được cái chất riêng của ca dao, vừa tạo lên một âm điệu rất là của cuốn quýt đồng ngàn, hài hòa, mang vẻ đẹp cổ điển. Tiếp theo, chúng ta thấy đây cặp ở câu số trong của ba ấy, thì cặp câu được tổ chức thành 12 câu lục bát, cấu tạo bằng 6 câu hỏi như khơi sâu của kỷ niệm. Từ đây các kỷ niệm được gợi dậy lại. Ví dụ như là trong câu số 1, 2, 5, 6, đấy là kỷ niệm về thiên nhiên, mưa nguồn, suối lũ, những mây cùng mù. Thật là những hình ảnh gợi cảm mà chỉ riêng núi rừng Việt Bắc mới có. Rồi đó còn là hình ảnh mình về mình rừng núi như ai, chám mùi để dụ, hoang mang để giả. Hình ảnh nhân hóa, thiên nhiên mà tác giả sử dụng ở đây rõ ràng cũng để bộc lộ nỗi nhớ thương của con người. Rồi đó còn là kỷ niệm về con người Việt Bắc nữa. Nó được thể hiện trong câu số 3, 4 và từ câu 7 đến câu 12. Người dân Việt Bắc được tái hiện với cả hai nét vẽ. Thứ nhất là một cuộc sống lam lũ, miếng cơm, chấm muối, mối hắt hiu long xám. Nhưng đối lập, họ có sự thủy chung son sắc với cách mạng, mối thù nặng vai, đậm đà lòng son. Và đồng thời, trong hình ảnh kỷ niệm về người dân Việt Bắc ấy, tác giả còn gợi dậy lại những kỷ niệm về một thời kháng chiến, tân trào, hồng thái, mái đình, cây đa. Một loạt địa danh được nhắc tới như muốn ghi dấu lại sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Để từ đấy, tác giả khẳng định tình cảm của người ra đi. Hai câu đầu, tác giả sử dụng đại từ ta mình, cuốn quýt với nhau, ta với mình với ta, thật là nồng nàn ý nghĩa, mà lại không rạch ròi. Từ ta như là cuốn quýt với nhau, như nhập là một vậy. Hai câu sau, cảm hứng lại tiếp tục, mình đi, mình lại nhớ mình. Ở đây, chúng ta có thể hiểu theo ý nghĩa là anh đi, anh lại nhớ em, hoặc hiểu theo ý nghĩa thứ hai, anh đi, anh lại nhớ chính anh. Nhưng dù hiểu theo cách nào, chúng ta thấy ở đây, nỗi nhớ đã được chính người ra đi cảm nhận thấy, và họ nói lại nỗi nhớ với tất cả tâm hồn mình. Và họ cũng đã mượn luôn cả một thành ngữ nói về nỗi nhớ này. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, cảm hứng từ trong cách nói của dân gian được gợi dậy lại, càng khắc họa sâu thêm nỗi nhớ của người ra đi. Đó là nỗi nhớ giảo giải, nỗi nhớ đầy nghĩa tình. Từ đây thì chúng ta sẽ cho học sinh đi vào tìm hiểu tiếp phần thứ hai. Nỗi nhớ ra diết minh mang với nhiều cung bậc khác nhau, từ khổ 5 đến khổ 11. Và để tiếp tục phần này thì chúng ta sẽ cho học sinh diễn khoảng độ tầm thêm 3-4 phút nữa. Trong đó thì các em sẽ miêu tả lại những hoạt cảnh là hai người ở hai phương xa nhưng họ vẫn viết bức thư cho nhau, và mỗi khi mà nhận được thư nhau thì họ đều đọc với sự trân trọng. Cụ thể ở đây chúng ta thấy là chủ yếu ở đây là miêu tả lại nỗi nhớ là tình cảm của người ta đi với người Việt Bắc. Như vậy thì cái phần mà viết thư ấy, thì chủ yếu sẽ là thư của người cán bộ ở xuôi gửi lên cho Việt Bắc, và những cái dòng thư của người cán bộ sẽ được đọc lên dưới dạng bài thơ Việt Bắc luôn em, các đồng chí ạ. Như vậy nó sẽ hài hòa với cái nhịp mạch thơ mà chúng ta đang phân tích. Và sau khi học sinh đọc xong, diễn xong được cái cảnh này thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào thôi. Ở đây thì chúng ta thấy là
trong lời thơ, trong bức thư ấy, tác giả đã tái hiện lại nỗi nhớ về thiên nhiên miền Bắc ở trong khổ 5 đến khổ 6. Tiếp theo là nỗi nhớ về cuộc sống và con người miền Bắc từ khổ 5 đến khổ 7. Và thứ ba, nỗi nhớ về những kỷ niệm kháng chiến từ khổ 8 đến khổ thứ 11. Đầu tiên là khổ 5. Trong 6 câu đầu, cảnh miền Bắc đã gợi qua nỗi nhớ với cả một không gian đa, thời gian thật đa dạng. Treo lên đồi núi, nắng chiều lưng lương, một không gian thật gợi cảm nên thơ. Và cùng với đó là những bản làng ẩn hiện trong sương khói, những ánh lửa hồng trong đêm khuya. Rồi những tên núi, tên sông, rất quen thuộc, thân yêu. Như vậy cảnh ở đây là một cảnh đẹp, có phần hoang sơ nhưng không hư quạnh mà rất thơ mộng và mát. Để rồi 12 câu sau, tác giả tái hiện lại những ngày khó khăn gian khổ nhưng chứa đầy tình người của vùng quê này. Con người ở đây thật giàu tình nghĩa, gắn bó với cách mạng, cùng mối thủ nặng vai, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Họ tuy nghèo khổ cơ cực nhưng vô cùng đậm tấm lòng son. Để rồi cảnh sinh hoạt được gợi dậy lại, trong một không gian sáng chiến vui tươi lạc quan dù còn nhiều gian khổ thiếu thốn. Lời bài thơ kết lại trong hình ảnh của một cuộc sống êm ả bình dị với tiếng mõ, tiếng chày hòa trong từ suối xa xa. Như vậy tác giả đã gợi dậy lại cho chúng ta thấy con người Việt Bắc nghèo khổ, cần cù, thủy chung và sâu nặng ân tình. Để rồi ở hậu thơ thứ 6, bức tranh tứ bình về cả thiên nhiên và con người hòa quyện thắm thiết gợi dậy lại như một phút cao trào của cảm xúc thăng hoa của nỗi nhớ. Hai câu đầu gợi lại nỗi nhớ ấy. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa của người. Ở đây điệp từ ta về và nhớ tăng cường nhạc điệu êm ái, hợp với tình cảm thương nhớ, nhấn mạnh tình cảm tha thiết giữa kẻ ở người đi. Hoa ở đây là biểu tượng cho thiên nhiên Việt Bắc tươi đẹp và đặt hoa bên cạnh người làm tôn thêm mình yêu mến với thiên nhiên Việt Bắc. Từ đấy thì bức tranh của bốn mùa Việt Bắc được gợi dậy lại. Mùa đông, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao năng ánh sao vàng thắt lưng. Tác giả đã sử dụng đối chọi giữa hai màu xanh đỏ làm trẻ lại màu xanh trầm tịch của vùng già, đưa đi cái lạnh lẽo của vùng cao. Và hình ảnh con người với dao cài thắt lưng như một điểm sáng nổi bật trở thành trung tâm của bức tranh. Rồi đến mùa xuân, ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đang đón trước từng sợi dao. Ôm một mùa xuân đẹp khi nhìn thấy hình ảnh mơ nở trắng rừng, sắc trắng tinh khiết ngập tràn gọi sức xuân đang dâng ngược cả đất trời. Hình ảnh con người được tái hiện qua từ chuốt, chuốt từng sợi giang, nó gợi lên sự khéo léo nhưng đầy cẩn mẫn chăm chỉ của người lao động. Để rồi hình ảnh mùa hạ lại đến, với rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Khúc nhạc ve sầu hiện lên thật sống động, từ đổ biểu hiện chuyển màu rực rỡ của cả rừng phách khi nghe thấy khúc nhạc ve sầu này. Và ở đấy xuất hiện hình ảnh cô em gái hái măng một mình. Tuy hái một mình nhưng không hề là đứa lẻ, mà thực ra hình ảnh ấy còn chưa thấy sự chịu khó tận tụy với công việc của cô. Bức tranh ấy khép lại trong hình ảnh mùa thu với nét vẽ thật êm ả. Ở đây ta thấy câu thơ thật giàu tính tạo hình, vừa gợi tả được vẻ đẹp của thời tiết của thiên nhiên lên thơ, vừa thể hiện được niềm vui hòa bình. Tiếng hát ân tình của con người hòa quyện trong ánh trăng vang lên thật ấm lòng. Như vậy ta thấy với kết cấu đan xen giữa hình ảnh thiên nhiên với con người, đoạn thơ đã làm nổi bật vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Thiên nhiên Việt Bắc tươi đẹp, con người Việt Bắc bình dị, chịu thương chịu khó đầy tình nghĩa. Vẫn trên đà cảm hứng ấy, khổ thơ thứ 7, tác giả vẫn thể hiện nỗi nhớ, và cụ thể ở đây nỗi nhớ ấy được gắn với cả một thời kỳ kháng chiến. Từ câu 1 đến câu 6, tác giả miêu tả thiên nhiên Việt Bắc như có linh hồn. Núi rừng Việt Bắc như cũng đang cùng chung với con người trở thành lũy sắt dày che chở bảo vệ cho bộ đội tiến đánh lại quân thù. Từ câu số 7 đến câu số 10, một loạt những khung cảnh rộng lớn, những hoạt động tấp nập sôi động của kháng chiến được tái hiện từ bút pháp đậm nét anh hùng ca. Để rồi sang khổ thơ thứ 8, tất cả cảm hứng ấy được tái hiện trong những câu thơ mang đậm tính chất tượng trưng khái quát, ví dụ như hai câu đầu: đêm đêm rầm rập như là đất rung, con đường hành quân
của cuộc kháng chiến được tái hiện mang đậm chất hào hùng hùng tráng cùng bài ca kháng chiến. 2 câu 3 4 thì tác giả lại tái hiện hình ảnh đoàn quân ra trận bằng cả khí ngạo mạn với tầm vóc vũ trụ. Rồi đến 2 câu 5 6 hình ảnh đoàn dân công được sử dụng thủ pháp phóng đại làm bừng lên ánh sáng lãng mạn nhưng đầy khí thế. Cuối cùng trong câu 7 8 ta thấy hình ảnh những đoàn xe cơ giới ra trận. Để rồi những câu cuối cùng tác giả tái hiện lại niềm vui chiến thắng với cả một cảm xúc bùng cháy. Niềm vui ấy đã bay đi với một tốc độ siêu tốc. Qua việc liệt kê các địa danh chiến thắng, mới đầu mới là Hòa Bình, sau đó thì có Tây Bắc, Điện Biên, và tiếp sau đó thì đã là Đồng Tháp ở Nam Bộ, là An Khê ở Tây Nguyên. Quả là một niềm vui chiến thắng lớn lao bay khắp nước. Không chỉ dừng ở đấy, sau khổ thơ 90, tác giả lại còn tái hiện thêm hình ảnh của người Bắc trong trí nhớ của người về. Đó là một căn cứ địa cách mạng, là niềm tin của cuộc kháng chiến. Và tác giả cũng không quên nói về người cán, nói về vị cha già kính yêu của dân tộc, đó chính là Bác, ở trong khổ thơ thứ 10. Để rồi, bài thơ đã kết lại trong việc khẳng định một lời thể chắc chắn là người cán bộ về xuôi sẽ không bao giờ quên 15 năm ấy. 15 năm chúng ta đã từng gắn bó chiến đấu mặt nồng đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Cuối cùng, lời bài thơ tổng kết lại chính là cho thấy được Việt Bắc là khúc hùng ca, tình ca về cách mạng của cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Đó là lời nhắn nhủ phát huy truyền thống ân nghĩa thủy chung của con người Việt Nam. Về mặt nghệ thuật, bài thơ Việt Bắc tiêu biểu cho phong cách thơ của Tố Hữu là thơ mang tính chất trữ tình chính trị, giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết và ở đây sử dụng nghệ thuật biểu hiện giàu của dân tộc. Ở trong phần này thì thầy cô một là có thể đưa ra lời tổng kết ngay, nhưng mà hoặc là thầy cô có thể lên dành một cái phân cảnh nữa, đó chính là phân cảnh cái bức thư của người cán bộ đã trở thành một tư liệu quý cho những hướng dẫn viên du lịch. Và bây giờ chúng ta có thể là diễn tả lại cảnh những người hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn mọi người đi thăm lại căn cứ địa, và trong những lời mà họ giới thiệu thì chúng ta đang lồng thêm lời của bài thơ Việt Bắc ạ. Cảnh cuối cùng sẽ là cái cảnh đang thực chất xuất lại, tạo cảm hứng cho học sinh tìm hiểu thêm về vẻ đẹp Việt Bắc, về một nơi mà để lại những di tích lịch sử chúng ta thấy là không bao giờ có thể lãng quên trong lịch sử dân tộc. Như vậy là hôm nay tôi và các thầy cô đã cùng chia sẻ với nhau một cái cách thức vẽ bài Việt Bắc rất là hay. Mong thầy cô sẽ có một tiết dạy thành công. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô.